Rồi ok, xin chào mừng anh em đến với kênh của Dũng Jupiter nha. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho anh em về một cái dòng xe của hãng Honda nha anh em. Thì đặc biệt là cái dòng quay anh em, thì quay 125 FPS nha anh em. Thì đây là dòng mà cũng mới ra và được một số anh em họ trang bị lại, và đặc biệt là anh bạn này ở miền Tây họ đã lên đời và trang bị cực kỳ phong cách cực kỳ ấn tượng với full bộ titan cho chiếc xe của mình. Thì nếu mà nhìn qua thì anh em nhìn cực kỳ mê nha. Thì mà anh em xem qua một số hình ảnh này để cho anh em tham khảo và học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Ok, thì mời anh em luôn.